Thưa quý vị, từ một bệnh nhân COVID-19, anh Mai Anh Đức, bệnh nhân 687 trong quá trình nhập viện điều trị COVID-19, cảm nhận được tấm chân tình quý giá của các đội ngũ y bác sĩ, những tình nguyện viên cũng như là sự chung tay của người dân trên cả nước đã thôi thúc và khiến anh bắt tay ngay vào việc triển khai xây dựng kế hoạch hỗ trợ cộng đồng cùng chống dịch. Vâng, và sau khi xuất viện thì anh lập tức triển khai dự án sản xuất cung cấp nước sát khuẩn miễn phí cho các cơ sở chống dịch trên địa bàn thành phố. Anh đã đặt tên kế hoạch này là dự án 687. Đây chính là số bệnh nhân của anh trong thời gian chữa trị COVID-19. Ý tưởng về một dự án cung cấp nước sát khuẩn miễn phí cho các bệnh viện và khu cách ly được anh Mai Anh Đức nghĩ ngay khi COVID-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng. Nhưng rồi niềm vui sắp được triển khai dự án phải gác lại, nhưng cho những lo âu khi con trai anh rồi đến anh đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Những ngày nằm điều trị với tên gọi bệnh nhân 687, anh Đức vẫn luôn trăn trở với mong muốn chung tay cùng cộng đồng, cùng thành phố chống đại dịch. Với suy nghĩ ấy, sau ngày ra viện, anh Đức bắt tay vào hiện thực hóa ý tưởng về dự án 687 của mình. Trong quá trình điều trị tại Hòa Vang thì mình thấy là cái nước sát khuẩn rất cần thiết cho cái đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ. Khi mà ra viện á, là cái ý tưởng của mình là nó làm cho mình thôi thúc, mình muốn nhanh hoàn thiện cái dự án này để hỗ trợ lại cho bệnh viện, và muốn cảm ơn đội ngũ y bác sĩ. Mình cảm thấy giống như là mình nợ họ một cái ân tình nào đó, cho nên cái điều đó nó thôi thúc mình, coi như là mình quyết tâm mình thực hiện cho bằng được cái dự án này. Dự án 687 cung cấp nước sát khuẩn miễn phí được triển khai trên tinh thần thiện nguyện. Từ các khâu vận hành máy sản xuất, đóng chai, vận chuyển đến các cơ sở, anh đều nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của bạn bè, người thân và các mạnh thường quân. Anh gọi những tình nguyện viên này là Team 687. Ban đầu mà cái việc mà hỗ trợ làm ra để hỗ trợ cho bệnh viện, thứ nhất là đặc biệt là bệnh viện Hòa Vang á, là toàn bộ là chi phí của Đức và của anh em trong team. Đức cũng có huy động đến anh em bạn bè, thì mọi người cũng ủng hộ chung sức với Đức để cho cái dự án này thành công, và rất ủng hộ như là nhiều. Và đến thời điểm này thì nói chung là tất cả là đã ổn, nói chung là không có gì là bị vướng cả. Khi mà nghe anh Đức anh đề cập đến cái vấn đề triển khai cái dự án sản xuất cái nước sát khuẩn để phổ biến đến cộng đồng á, thì tôi rất là vui và sẵn sàng là mình chung sức góp sức vào, góp một tay để cho thành phố mình là nhanh chóng kết thúc dịch. Qua đó là một niềm vinh hạnh đối với tôi khi tham gia vào cái dự án nước sát khuẩn này. Tính đến hiện tại, đã có khoảng 25.000 lít nước sát khuẩn được sản xuất để trao tặng cho các bệnh viện, các khu cách ly, phong tỏa, ban quản lý các chợ, đặc biệt là trong những ngày qua, nhằm chuẩn bị công tác khử khuẩn tại trường học để đón các em học sinh quay trở lại trường. Team 687 đã làm việc rất cực lực để cung cấp kịp thời cho hơn 300 trường học trên địa bàn thành phố. Dự án của bạn Đức, tức là bệnh nhân 687 này, thì có thể nói rất là kịp thời cho các trường. Hy vọng rằng cái dự án của bạn Đức sẽ tiếp tục để cung cấp cho cộng đồng, để được nhiều cái đơn vị, người dân, đặc biệt là trường học sẽ được hưởng lợi cái dự án này. Chúng tôi đánh giá rất là cao cái tinh thần, cái trách nhiệm của bạn Đức, cái dự án của bạn Đức đối với xã hội. Thông qua cái chương trình mà tặng nước sát khuẩn của bạn Đức thì gửi tới các trường thì thấy một chương trình là rất ý nghĩa, tạo cái niềm tin cho học sinh đến trường. Thì thông qua đây thì thay mặt nhà trường xin cảm ơn đến bạn Đức là đã tài trợ cho trường cái nước sát khuẩn. Bằng sự biết ơn và tâm huyết của mình, anh Mai Anh Đức và Team 687 của mình cho biết sẽ cố gắng duy trì hoạt động của dự án 687 cho đến khi hết dịch, chung tay mang lại những điều tốt đẹp nhất cho công tác phòng dịch trên địa bàn thành phố. Với anh, mỗi khi trao đi một việc làm ý nghĩa, điều nhận lại là cả một bầu trời niềm tin, nụ cười. Và anh đã hạnh phúc từ những việc cho đi ý nghĩa như vậy.